Theo báo cáo của John Lang LaSalle về thị trường căn hộ bán tại Hà Nội trong quý 4 năm 2020, giá bán trung bình đạt 1.531 đô la Mỹ trên 1 mét vuông, tăng 1,4% theo quý và 2,8% theo năm. Đáng chú ý, thị trường ghi nhận tốc độ tăng giá tại các quận ngoại thành như Nam Từ Liêm và Gia Lâm cao hơn các quận nội thành, giúp thu hẹp khoảng cách giá giữa hai khu vực. Huyện Gia Lâm lần đầu tiên ghi nhận giá bán sơ cấp của một dự án mở bán mới đạt mức trên 1.900 đô la Mỹ trên 1 mét vuông. John Lang LaSalle lý giải, tốc độ tăng giá này phần lớn nhờ kết nối giao thông vùng liên tục được cải thiện cùng xu hướng phát triển các khu đại đô thị ở ngoại ô thành phố. John Lang LaSalle ghi nhận, vào quý 4 năm 2020, thị trường căn hộ yên ắng trở lại với khoảng 2.680 căn hộ chính thức được mở bán do quá trình phê duyệt giấy phép tiếp tục bị trì hoãn. Tính đến hết năm 2020, tổng lượng mở bán chính thức chỉ ghi nhận gần 15.400 căn, chưa bằng một nửa so với năm trước. Báo cáo của John Lang LaSalle dự kiến sẽ có khoảng 25.000 tới 30.000 căn hộ gia nhập thị trường vào năm 2021, với kỳ vọng các vướng mắc về pháp lý của các dự án sẽ được tháo gỡ. Mặc dù phần lớn nguồn cung tương lai đến từ các khu đại đô của tập đoàn Vingroup, thị trường Hà Nội sẽ tiếp tục chào đón sự gia nhập thị trường chủ đầu tư lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng thị phần ra khu vực miền Bắc trong những năm sắp tới. Dự án xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài với chiều dài 1,3 km, có điểm đầu tại nút giao đường Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, điểm cuối tại nút giao Vòi Phục. Tuyến đường nằm trong quy hoạch từ năm 2000 của quận Đống Đa và đến năm 2003 được thành phố Hà Nội phê duyệt. Tuy nhiên, do vướng mắc giải phóng mặt bằng, kinh phí, đầu năm 2019, dự án mới được khởi công. Hiện dự án có khoảng 700 m được thi công, phần lớn nằm trên địa bàn phường Láng Thượng, quận Đống Đa. Các đoạn thi công chủ yếu là xử lý đất nền và đang hoàn thiện hệ thống thoát nước, điện ngầm. Một số đoạn trên tuyến đường được đổ đá răm cấp phối. Các hạng mục thi công chống ngầm, cống nối, hệ thống thoát nước vẫn ngổn ngang. Theo tính toán của nhà thầu, đến tháng 12 năm 2020, dự án hoàn thiện khoảng hơn 30% tiến độ. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Đống Đa, để triển khai dự án, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa sử dụng gần 40.000 m2 đất, giải phóng mặt bằng 72 hộ dân và 16 tổ chức. Đến tháng 12 năm 2020, chính quyền mới phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với 33 trong số 72 hộ dân. Tuy nhiên mới có 6 hộ bàn giao mặt bằng với diện tích. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Hoàng Giáp cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán năm 2021, nhà thầu sẽ hoàn thành những đoạn đã có mặt bằng và đưa vào sử dụng từng đoạn. Quận quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2021. Theo số liệu từ CBRE, mặc dù dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát vào cuối tháng 7 vừa qua, doanh thu bán lẻ và tiêu dùng trong quý 3 năm 2020 vẫn tăng trưởng ở mức 0,7%. Khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, số lượng khách hàng ghé thăm các không gian bán lẻ cũng bắt đầu gia tăng. Do đó, hoạt động của các shop house khối đế giữ tín hiệu tích cực hơn so với mặt bằng trung tâm thương mại. Số liệu thống kê từ Colliers công bố, tính chung quý 3 năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong nước ước đạt 1.305,8 tỷ đồng, tăng 14,4% so với quý trước nhờ việc kiểm soát tốt dịch bệnh. Giá chào thuê mặt bằng vẫn giữ ở mức ổn định so với quý 2 năm 2020. Tỷ lệ lấp đầy đạt ngưỡng gần 100% với khối đế bán lẻ. Điều này cho thấy kinh tế dần hồi phục, có dấu hiệu tiếp tục tăng vào mùa mua sắm cuối năm. Cùng với cả xu hướng về phát triển kinh tế, hiện tại người ta không chỉ đầu tư vào đất và chờ nó tăng giá, người ta đầu tư vào những cái sản phẩm mà có thể sinh lời được hoặc có thể tự nó kinh doanh được cho chính mình. Vì vậy, các cái sản phẩm shop house hiện tại đang được quan tâm của thị trường rất nhiều. Những cái sản phẩm shop house thì quý vị có thể vừa ở được ở các tầng trên và có thể khai thác kinh doanh được ở các tầng dưới. Đây là một cái sản phẩm line giữa mô hình bất động sản để kinh doanh và mô hình bất động sản để ở. Hiện tại mô hình này đang rất phù hợp với cả những cái hộ kinh doanh cá thể, những người muốn sử dụng bất động sản của mình vừa để ở và vừa để khai thác. Cho nên sự quan tâm của thị trường đối với cả sản phẩm shop house. Có thể thấy shop house là một trong những kênh giúp nhà đầu tư vừa bảo toàn tài sản lại có thể thu được một khoản lợi nhuận đều đặn hàng năm nhờ vào việc cho thuê hoặc kinh doanh. Bên cạnh đó, phân khúc này cũng tăng giá tốt hơn so với các sản phẩm khác. Thêm vào đó, nhờ tính thanh khoản cao, khả năng sinh lời nhanh, việc mua đi bán lại hay cho thuê sản phẩm này cũng dễ dàng. Đáng chú ý, theo đánh giá của nhiều nhà đầu tư, tỷ lệ khai thác của các shop house lên tới 8-12% một năm. Con số này vượt xa việc khách hàng cho thuê chung cư hay gửi lãi suất ngân hàng, ít rủi ro hơn đầu tư vào chứng khoán. Về cái khả năng sinh lời của cái shop house, lợi thế của nó là cái
gần các khu trung tâm, ví dụ như siêu thị, rồi là trường học, rồi bệnh viện, nhất là dân cư đông thì mình đầu tư vào để kinh doanh thì chắc chắn là có lợi nhuận kép. Cho nên là cô đã đầu tư và cũng sẽ nghiên cứu thêm một số căn nữa, bởi vì là cái số căn của số thau nó rất là hạn chế, nó chỉ có ít thôi, nó không có nhiều. Cho nên là nếu mà mình đầu tư được thì khả năng sinh lời rất là cao. Nếu như trước đây khối đề bán lẻ tập trung tại các khu vực trung tâm như Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy thì hiện nay có sự dịch chuyển sang các vùng lân cận, trong đó có khu vực Hà Đông. Bởi đây là nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh, thu hút cộng đồng dân cư trẻ, văn minh. Giá cho thuê mặt bằng ở tầng trệt và tầng 1 tại khu vực trung tâm khoảng 98,1 đô la Mỹ, khu vực ngoài trung tâm đạt khoảng 24,7 đô la Mỹ mỗi mét vuông một tháng. Theo các chuyên gia bất động sản, sở dĩ phía Tây thủ đô thời gian gần đây trở thành thị trường tiềm năng để phát triển mô hình shop house khối đế, bởi đây là nơi đã hình thành và tập trung các cộng đồng cư dân lớn có nhu cầu lớn về mua sắm và ẩm thực, bao gồm cả trong nước lẫn nước ngoài. Thêm vào đó, vị trí đẹp cùng cơ sở hạ tầng giao thông hiện đại được đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ chính là yếu tố giúp việc kinh doanh buôn bán tại các shop house khối đế ở phía Tây phát triển thuận lợi. Với cái sản phẩm bất động sản shop house là nhà phố thương mại thì ở khu phía Tây, trong cái thời gian hiện nay cũng như thời gian gần đây thì chúng tôi cũng có quan sát thấy là những cái sản phẩm được thị trường đón nhận là rất là tích cực. Lý do vì sao thì chúng ta đã hình thành một cái khu phía Tây có đầy đủ tất cả những tiện ích, có đầy đủ những cái loại hình nhà ở, rồi loại hình trung tâm thương mại cũng như là khách sạn, hình thành với cộng đồng dân cư, đặc biệt là chúng ta có cộng đồng người nước ngoài cũng đã rất là ưa thích sống tại khu vực này rồi. Do đó là cái tính thanh khoản là yếu tố quan trọng đầu tiên với cái việc đầu tư. Thì cái sản phẩm shop house đương nhiên phải tùy dự án và tùy vị trí, nhưng nếu chỉ nói một cách chung chung là shop house tại khu phía Tây thì thông thường sẽ có cái khả năng thanh khoản cũng như là cái mức giá bán kỳ vọng ở ngưỡng cao so với mặt bằng chung của thành phố Hà Nội. Hạ tầng phía Tây Hà Nội và bên quận Hà Đông thì đã có sự kết nối về mặt giao thông rất là tốt với các quận trung tâm, và với cái sự phát triển của khu đô thị lớn kéo theo sự dịch chuyển của cư dân sang cái phía Hà Đông này sẽ tạo nên nhiều cái sức hút về đầu tư, đặc biệt những cái phân khúc như là các cái shop house ở các cái khối đế, các cái tòa chung cư thì đó là một cái điểm có thể khai thác kinh doanh và phát triển các cái dịch vụ rất là tốt với mật độ cư dân lớn. Tại phía Tây Hà Nội, các căn shop house thuộc dự án Zetera An Hưng đang thu hút khá nhiều sự quan tâm của giới đầu tư nhờ vị trí đắc địa nằm ngay trên mặt đường Tố Hữu, nơi được coi là khu vực phát triển trọng điểm trong kế hoạch mở rộng phát triển thủ đô Hà Nội về phía Tây. Khảo sát trực tiếp tại dự án thì hiện nay chủ đầu tư đang thi công phần thô shop house, gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp hoàn thành giao cho khách hàng vào nửa cuối năm 2021. Đáng chú ý, tất cả các căn shop house ở đây đều có sổ đỏ, sở hữu vĩnh viễn, dự kiến mỗi căn sẽ có giá dao động từ 6 đến 12 tỷ đồng tùy theo vị trí và diện tích. Có thể nói, đây là mức giá khá phù hợp với những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính với tầm nhìn chung và dài hạn. Theo báo cáo mới nhất của John Lang LaSalle về thị trường nhà phố, biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh quý 4 năm 2020, số mở bán là hơn 1.000 căn, lượng cung mới đã quay trở lại so với mức thấp nhất chỉ 131 căn. Chỉ 2 dự án được mở bán chính thức trong quý, một trong số đó là giai đoạn cuối của dự án quy mô 20 ha ở phía nam thành phố Hồ Chí Minh, còn lại là giai đoạn 2 của một dự án nhỏ ở phía Tây. Cả hai dự án này đều đưa tổng lượng chào bán mới lên khoảng 2.200 căn cho cả năm 2020, thấp hơn 50% so với giai đoạn cao điểm là năm 2016 đến năm 2018, do thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều dự án vướng pháp lý, chưa thể triển khai và cũng không còn nhiều quỹ đất. John Lang LaSalle cho rằng thông tin tích cực về vaccine COVID-19 và khả năng kiểm soát tốt dịch ở Việt Nam đã thúc đẩy tâm lý người mua tốt hơn nữa. Hơn 80% tổng số căn đang chào bán trong quý đã được hấp thụ và hầu hết đều nằm trong các dự án tích hợp quy mô lớn. Đa số người mua để ở ưa chuộng không gian xanh, tiện nghi, tiện ích trong khi vẫn đảm bảo cuộc sống riêng tư. Còn các nhà đầu tư quan tâm đến tiềm năng tăng giá hoặc tiềm năng cho thuê và tự kinh doanh trong tương lai. Nhìn chung, giá bán sơ cấp trung bình vẫn bán dao động ở khoảng 5.158 đô la Mỹ trên 1 mét vuông trong quý 4 năm 2020, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Trên cùng một dự án, nhiều nhà đầu tư vẫn tiếp tục tăng giá nhờ thông tin tích cực xung quanh COVID-19 và nguồn cung tiếp tục hạn chế để thúc đẩy tâm lý thị trường. Theo ghi nhận tại công trường nút giao thông Minh Khai thuộc phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, 90% lượng công việc đã hoàn thành. Những hạng mục nhỏ như lắp hàng rào, biển báo giao thông, hệ thống cống thoát nước và trang trí cây cảnh đang được gấp rút thi công.
Nút giao thông này có tổng chi phí hơn 400 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và do 4 nhà thầu thực hiện. Nút giao kết nối điểm giao giữa cao tốc Hạ Long Vân Đồn và Hạ Long Hải Phòng, đồng thời là cửa ngõ vào thành phố Hạ Long, tiếp nối tuyến đường 10 làn hiện đại. Dự án được bắt đầu triển khai từ năm 2019 với thiết kế nút giao bao gồm các hạng mục: thi công 8 nhánh rẽ với tổng chiều dài gần 5 km, rộng 11 m với 2 làn xe tốc độ tối đa 60 km/h cùng hệ thống, dốc ngang mặt đường thiết kế xoay siêu cao phù hợp với tốc độ thiết kế. Ngoài ra, mở rộng cầu Đại Yên và cầu vượt quốc lộ 18 trên cao tốc, hệ thống thoát nước mặt đường và nước khu vực. Trước đây, dự kiến hoàn thành của nút giao thông này là vào tháng 10 năm 2020, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và giãn cách xã hội nên chưa hoàn thành. Mặt khác, địa hình nơi thi công của dự án không ổn định nên phía nhà thầu thi công đã phải điều chỉnh lấy đất nền khu đồi bên cạnh để đổ thêm vào mặt bằng. Sau khi dự án nút giao thông Minh Khai hoàn thành, sẽ giải quyết được xung đột giao thông giữa quốc lộ 18 với các phương tiện giao thông lên xuống cao tốc. Theo thống kê của các tổ chức, giá nhà đã tăng vọt trong tháng 11 năm 2020 với mức tăng khoảng 5-6%, cá biệt có dự án tăng đến 33% như dự án Rivera của Khang Điền. Để kích cầu khi giá nhà tăng trong thời điểm dịp cuối năm, các ngân hàng đã vào cuộc giảm lãi suất. Khảo sát tại 20 ngân hàng tích cực trong cho vay mua nhà, lãi suất vay mua nhà thấp nhất tháng 12 năm 2020 dao động trong khoảng từ 4,99% một năm đến 11,5% một năm. Thời gian cho vay ưu đãi thông thường từ 3 tháng đến 36 tháng. Sau khi kết thúc khoảng thời gian ưu đãi, lãi suất vay được tính theo mức lãi suất cơ sở hoặc lãi suất huy động, cộng thêm biên độ 2 đến 4% một năm tùy thuộc vào chính sách riêng của mỗi ngân hàng. Cùng với đó, tỷ lệ cho vay ưu đãi tối đa cũng rất cao, dao động từ 70% lên đến 100% giá trị bất động sản. Đây được cho là tín hiệu đáng mừng để người dân có cơ hội tiếp cận việc mua nhà và các nhà đầu tư có thể chuyển hướng đầu tư sang loại hình bất động sản. Khi mà giảm cái lãi suất cho vay, đồng nghĩa là cái lãi suất tiết kiệm cũng giảm. Và người mua nhà hay là những người đầu tư khi để tiền vào ngân hàng tiết kiệm cảm thấy rằng là cái tiền nhận từ cái đồng tiền nhận từ việc là lãi suất tiết kiệm nó không lớn nữa, thì người ta có xu hướng chuyển dịch cái việc đầu tư từ bỏ tiền tiết kiệm lấy tiền mặt đó thì chuyển sang đầu tư các kênh nào nó an toàn hiệu quả hơn. Và trong đó cái kênh họ được lựa chọn nhiều nhất, tôi nghĩ là trên 40% khách hàng chọn lựa đó chính là bất động sản. Những tưởng việc các ngân hàng hạ lãi suất sẽ khiến nhiều người mua nhà có cơ hội tiếp cận nhà ở vào dịp cuối năm. Thế nhưng năm 2020, thị trường bất động sản ghi nhận phân khúc căn hộ bình dân có sự sụt giảm lớn cả về quy mô, số lượng dự án, sản phẩm nhà ở đưa ra thị trường và số lượng giao dịch. Tại Hà Nội trong quý 3 năm 2020, căn hộ bình dân tiếp tục chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu nguồn cung căn hộ. Những dự án có sản phẩm thuộc phân khúc này thường nằm tại các vùng ven đang phát triển như Đông Anh, Gia Lâm, Hà Đông. Tuy nhiên, tỷ lệ hấp thụ phân khúc này luôn duy trì ở mức rất cao, đạt khoảng 70%. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, quý 3 năm 2020 giảm đến 70% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân của tình trạng này được cho là do các dự án chậm được cấp phép, thị trường bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Hạ lãi suất cũng là một cái kích cầu rất là tốt rồi. Tuy nhiên thì cái phân khúc trung bình là hiện nay chúng ta không có hàng. Đấy, cho nên là nếu mà có ngân hàng có hạ lãi suất đi chăng nữa thì cái phát huy nó không được hiệu quả như mong muốn. Theo dự báo của các chuyên gia, việc sửa đổi luật xây dựng và luật đầu tư năm 2020 sẽ từng bước tháo gỡ những vướng mắc trong phê duyệt, cấp phép dự án. Cùng với việc hạ lãi suất cho vay mua nhà, kỳ vọng thị trường bất động sản năm 2021 sẽ có sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn. Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, năm 2020, tỷ trọng bất động sản so với tổng tài sản toàn nền kinh tế chiếm 20,8%, năm 2025 sẽ là 21,2% và đến năm 2030 là 22%. Về giá trị tăng thêm của các ngành bất động sản giai đoạn 2020, 2025 và 2030, đề tài dự báo năm 2020, giá trị tăng thêm của các ngành bất động sản ước đạt 484,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 7,7% GDP. Hiệp hội cũng đưa ra dự báo tình hình thị trường bất động sản Việt Nam đến năm 2030 và đề xuất một số khuyến nghị chính sách nhằm phát huy vai trò thị trường bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam. Trong đó, nhóm giải pháp cần thực hiện ngay bao gồm 5 nhóm giải pháp: về hoàn thiện thể chế và thủ tục hành chính,
về tín dụng, về lĩnh vực thuế, về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, về tiền ký quỹ dự án đầu tư. Theo ông Đỗ Viết Chiến, Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, khi thị trường bất động sản rơi vào khủng hoảng, nền kinh tế cũng có nguy cơ rơi vào khủng hoảng. Và ngược lại, khi lĩnh vực này phục hồi chính là dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế như kinh nghiệm từ Mỹ và Thái Lan. Việc nghiên cứu sự biến động của thị trường bất động sản và ảnh hưởng của lĩnh vực bất động sản đến nền kinh tế rất mở của nước ta là rất cần thiết. Từ đó có thể đề ra định hướng, giải pháp tăng cường, phát huy vai trò của thị trường bất động sản. Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 có một đường cất hạ cánh có chiều dài đạt tiêu chuẩn quốc tế mới nhất là 4.000m, chiều rộng là 75m và hệ thống đường lăn, sân đỗ đảm bảo cho các loại tàu bay hoạt động. Một nhà ga hành khách cùng với các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất là 25 triệu hành khách trên một năm, với tổng diện tích sàn là 373.000m², 1,2 triệu tấn hàng hóa trên một năm. Tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 là 109.111,7 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là từ năm 2020 và hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2025. Cơ cấu phục vụ hành khách của sân bay Long Thành dự kiến gồm 80% là khách quốc tế và 20% là khách nội địa. Cảng hàng không quốc tế Long Thành khi hoàn thành sẽ đóng vai trò cảng trung chuyển hàng không trong nước và quốc tế. Tại đây sẽ là khu trung tâm dịch vụ hàng không trên quốc tế với nhiều dịch vụ như cung ứng xăng dầu, bảo trì, nâng cấp, sửa chữa máy bay cho các hãng hàng không trong nước và quốc tế. Theo nghiên cứu của hãng tư vấn Hansen Partnership của Australia thì sân bay Long Thành có thể đóng góp tới 3-5% GDP của cả nước. Dự án mở rộng đường 769 dài gần 31 km được chia thành hai đoạn gồm: đoạn 1 từ quốc lộ 1 đến đường Vành Đai 4 dài gần 16 km được nâng cấp, mở rộng thành 4 làn ô tô và 2 làn xe hỗn hợp. Đoạn 2 từ đường Vành Đai 4 đến quốc lộ 51 dài hơn 15 km được đầu tư nâng cấp, mở rộng với 6 làn ô tô và 2 làn xe hỗn hợp. Kinh phí đầu tư dự kiến là 1.600 tỷ đồng. Dự án được xây dựng giai đoạn 2022 đến 2025 từ vốn ngân sách tỉnh. Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai đã đề xuất lập và trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng đường 769 trong năm 2021. Giai đoạn 1 của dự án sẽ đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2022 đến 2025 từ vốn ngân sách. Quá trình thực hiện dự án, quỹ đất hai bên đường của những đoạn vừa xây dựng sẽ được đưa vào khai thác tăng thu ngân sách. Được biết, tỉnh lộ 769 kết nối quốc lộ 1A, 20 và quốc lộ 51. Đây là tuyến đường huyết mạch trong việc vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh phía Bắc, Tây Nguyên đến các huyện Long Thành, Nhơn Trạch và ngược lại. Dọc tuyến đường có hai khu công nghiệp cùng hai dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư với diện tích là 364 ha, quy mô với hơn 30.000 dân đang thực hiện. Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2021, Sở Giao thông Vận tải cũng triển khai và hoàn thành tuyến tàu cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện tại, người dân Thành phố Hồ Chí Minh muốn tham quan huyện Côn Đảo thì chủ yếu đi bằng đường hàng không với thời gian bay khoảng 60 phút, thời gian làm thủ tục tại sân bay cũng hết khoảng 60 phút. Tuy nhiên, việc mua vé máy bay khó khăn do số chuyến bay ít nên không đáp ứng nhu cầu của người dân. Mặt khác, chi phí vé máy bay lại cao. Hiện vẫn có một số chuyến tàu xuất phát từ Sóc Trăng, Bà Rịa Vũng Tàu đi Côn Đảo, tuy nhiên không thuận tiện để người dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia các chuyến giao thông thủy này. Như vậy, việc mở tuyến vận tải bằng tàu biển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo là rất cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch tâm linh cũng như nghỉ dưỡng của người dân thành phố. Thời gian hành trình từ bến Bạch Đằng đi Côn Đảo dự kiến là 5 đến 6 giờ, giá vé bình quân 900.000 đồng một lượt. Trong năm 2021, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo sắp xếp vị trí cầu bến cho các tàu biển từ Thành phố Hồ Chí Minh cập bến Côn Đảo. Đồng thời các sở ngành địa phương sẽ hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục để mở tuyến, cấp phép hoạt động để sớm triển khai khai thác tuyến vận tải hành khách du lịch này. Theo dự báo thị trường năm 2021 của DKRA Việt Nam, ở đất nền Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung mới tiếp tục duy trì sự khan hiếm khi không nhiều dự án mới mở bán. Các dự án tập trung chủ yếu ở những khu vực vùng ven như Củ Chi, Bình Khánh, Hóc Môn, Quận 9, nhưng chủ yếu là dự án có quy mô nhỏ, phân lô hộ lẻ. Đất nền tiếp tục là kênh lựa chọn đầu tư hàng đầu, mặc dù thị trường trong thời gian gần đây có xu hướng giảm nhiệt. Trong khi đó, ở thị trường các tỉnh giáp danh, nguồn cung mới có thể tăng so với năm 2020 và tập trung chủ yếu ở những thị trường các tỉnh giáp danh như Long An, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Sức cầu có thể hồi phục và tăng so với năm 2020, xu hướng tăng tập trung vào giai đoạn cuối năm. Đáng nói, mặt bằng giá thứ cấp không có nhiều đột biến trong giai đoạn đầu năm 2021. Tương tự, ở phân khúc căn hộ các tỉnh giáp danh, trong năm 2021, nguồn cung mới tăng mạnh hầu hết các địa phương. Cụ thể,
thành phố Hồ Chí Minh nguồn cung mới có thể đạt được mốc 2019 với khoảng 25.000 căn. Bình Dương tiếp tục đà tăng năm 2020, nguồn cung mới có thể lên đến 15.000 căn được đưa ra thị trường. Riêng Long An khan hiếm nguồn cung căn hộ mới. Riêng tại thị trường căn hộ thành phố Hồ Chí Minh, khu Đông và khu Nam tiếp tục duy trì tỷ trọng lớn trong nguồn cung mới mở bán. Phân khúc hạng B và hạng A tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nguồn cung mới mở bán. Thị trường tiếp tục mất tích vào nguồn cung căn hộ hạng C. Căn hộ hạng sang tăng mạnh và xác lập mặt bằng giá mới, giao dịch thứ cấp không quá sôi động, mặt bằng giá bán thứ cấp có thể tiếp tục xu hướng giảm từ năm 2020. Cụ thể, theo Horea, tiến trình phát triển đô thị và đô thị hóa, phát triển hệ thống hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông sẽ tiếp thêm nguồn lực cho sự phát triển kinh tế xã hội và thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh. Thị trường bất động sản sẽ phục hồi và tăng trưởng nhanh hơn, bền vững hơn cả trong trung hạn và dài hạn, với những gia lực tốc mới, với 3 điểm nóng. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh chính thức lập thành phố Thủ Đức. Thứ nhất là việc thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức lập thành phố Thủ Đức từ đầu tháng 1, là đô thị sáng tạo có tính tương tác cao, là đô thị loại 1, có quy mô kinh tế bằng khoảng 7-8% GDP cả nước, chiếm đến 1/3 GRDP của thành phố, đi đôi với mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh. Thứ hai là việc chuyển đổi 4 huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè và Bình Chánh thành quận trong 10 năm tới. Bên cạnh đó, hoàn toàn có khả năng chuyển đổi huyện Cần Giờ trở thành đô thị biển, đô thị sinh thái, đô thị môi trường, gắn liền với việc bảo vệ nghiêm ngặt khu dự trữ sinh quyển thế giới rừng ngập mặn, rừng xác Cần Giờ trong những năm tới. Thứ ba là việc chính phủ đã quyết định cho thành phố Hồ Chí Minh được chuyển đổi 26.000 hectare đất nông nghiệp thành đất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị, nhà ở giai đoạn từ năm 2016 tới 2020, mà thực tế đã chứng minh 1 hectare đất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị tạo ra giá trị gấp hơn 100 lần so với 1 hectare đất nông nghiệp. Với hai dự án của FLC bị tỉnh Quảng Ngãi chấm dứt hiệu lực là quần thể khu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái thể thao và vui chơi giải trí và quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu, Lý Sơn giai đoạn 1, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xác định đây là hai dự án nằm trong danh mục 296 dự án bị thu hồi, chấm dứt hiệu lực do không phù hợp với quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, chậm tiến độ kéo dài. Theo tìm hiểu, quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC có diện tích hơn 2.000 ha, gồm các xã Bình Châu, Bình Tân Phú, Bình Hải, Bình Hòa, huyện Bình Sơn và thành phố Quảng Ngãi. Dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu, Lý Sơn giai đoạn 1 nằm tại xã Bình Châu, Bình Phú, Bình Hòa, Bình Hải thuộc huyện Bình Sơn và khu vực đảo Bé thuộc xã An Bình, huyện đảo Lý Sơn với tổng diện tích khoảng 3.890 ha. Lãnh đạo Quảng Ngãi cho biết các sở, ngành đã sai sót khi tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cấp chủ trương đầu tư các dự án trên. Hiện dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã thi công đạt hơn 75% khối lượng, dự kiến cuối năm 2021 khánh thành tuyến cao tốc này. Đầu năm nay, tuyến chính đã thông để phục vụ tạm thời nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán năm 2021, qua đó giúp giải tỏa ùn tắc trên quốc lộ 1. Theo phân luồng, 5 ngày trước Tết, từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 2, các ô tô sẽ được phép chạy theo hướng từ Trung Lương đến Mỹ Thuận. Và 5 ngày sau Tết, mùng 4 đến mùng 8 Tết, các xe sẽ được chạy hướng ngược lại. Tại nút giao Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang, đây là đoạn đầu tiên của tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận kết nối với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Các hạng mục cơ bản đã hoàn thành. Tại nút giao này, đoạn chính và các nhánh dẫn đã được lưu lèn, rải đá xanh, thảm nhựa đường. Các cầu vượt đang được xây dựng tạo lối đi lại cho người dân trong khu vực cao tốc đi qua. Tại cao tốc qua huyện Châu Thành, một số đoạn mấp mô uốn lượn. Với mặt đường như hiện tại, tuyến cao tốc cho xe khách dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn với tốc độ không quá 40 km/h trong dịp Tết Nguyên đán. Đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đi qua huyện Cái Bè, giao cắt quốc lộ 30 với cầu vượt đang thi công. Đây là huyện cuối cùng cao tốc đi qua trước khi kết thúc tại cầu Mỹ Thuận - Vĩnh Long. Điểm cuối cùng của cao tốc đang dần được hình thành. Các đoạn còn lại tại đây sẽ được lưu đèn, rải đá xanh trước Tết Nguyên đán để kịp cho xe chạy tạm. Sau Tết, tuyến đường sẽ cấm xe, các hạng mục dỡ tải, hoàn thiện móng đường, mặt bê tông nhựa, điện chiếu sáng, trạm thu phí sẽ tiếp tục được triển khai, đảm bảo đưa vào vận hành khai thác trong năm 2021. Được biết, dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng vốn đầu tư là 14.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2013. Tuy nhiên, do nhà đầu tư thiếu năng lực nên công trình bị đình trệ. Sau nhiều lần thay đổi chủ đầu tư và thay đổi cơ cấu quản lý dự án từ Bộ Giao thông Vận tải về Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, vốn dự án được điều chỉnh là hơn 12.000 tỷ đồng.
Sau 8 năm chờ đợi, người dân sống tại khu vực ngoại thành nơi cửa ngõ phía Nam thành phố Hồ Chí Minh đang hy vọng việc đi lại sẽ thuận lợi hơn khi cây cầu Phước Lộc bắt qua rạch Long Kiểng nối huyện Nha Bè và huyện Bình Chánh được thông xe vào hôm nay. Công trình được khởi công vào tháng 6 năm 2012, dự kiến hoàn thành sau 17 tháng thay cây cầu cũ bằng sắt rộng hơn 2 mét đã xuống cấp do xây từ 20 năm trước. Tuy nhiên, đến tháng 7 năm 2013, dự án phải dừng do vướng mắc mặt bằng. Đến năm 2019, huyện Nha Bè đẩy nhanh việc bồi thường và đến tháng 6 mới đây bàn giao toàn bộ. Sau khi tiếp nhận mặt bằng, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án. Sau gần 1 năm thi công, cầu Phước Lộc hoàn thiện cơ bản. Trước ngày thông xe, hệ thống chiếu sáng, lan can, thoát nước, chỉ dẫn giao thông đã được lắp đặt đầy đủ. Cầu rộng 10,5m cho hai làn xe hỗn hợp cùng lề đi bộ. Được biết, cầu Phước Lộc hiện hữu là cầu liên hợp dầm thép với tổng chiều dài 72m, mặt cầu chỉ rộng 2,9m, không có lề bộ hành và đã xuống cấp trầm trọng trong quá trình sử dụng. Từ nhiều năm nay, việc qua lại cây cầu này gây khó khăn cho người dân và ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đô thị hóa khu vực xã Phước Lộc và khu vực nối liền huyện Nha Bè, Bình Chánh, khu vực ngoại thành phía Nam thành phố. Để xây dựng cầu phải giải tỏa 90 hộ dân, trong đó tái định cư 9 hộ. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai việc sắp xếp bộ máy tổ chức tại thành phố Thủ Đức giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 2021 sẽ được hoàn thành sắp xếp, bàn giao, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự tổ chức đảng, chính quyền để bộ máy hành chính nhà nước của thành phố Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động từ ngày 7 tháng 2. Giai đoạn 2 từ ngày 7 tháng 2 đến ngày bầu cử 23 tháng 5, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ sau khi sắp xếp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Giai đoạn 3 sau ngày bầu cử 23 tháng 5, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan bầu cử, các cơ quan sau bầu cử, hoàn thành cơ bản phương án bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đồng thời xây dựng và ban hành quyết định phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức mang tính đột phá, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của thành phố Thủ Đức.